năm mốt phẩm hạnh nguyện bấy giờ phật bảo cụ thọ thiện hiện này thiện hiện có đại bồ tát tu hành bố thí ba la mật đa thế các hữu tình bị đói khát bức bách y phục rách dưới đồ nằm thiếu thốn này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc ấy rồi nghĩ thế này ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình ấy khiến họ lìa sang tham không còn thiếu thốn đã nghĩ như vậy rồi phát nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc đến thân mạng, tu hành bố thí ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, sẽ không có các loại hữu tình thiếu thốn các đồ dùng như thế như chúng trời tứ thiên vương, trời ba mươi ba, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, thọ dụng các loại nhạc cụ thượng diệu trong cõi Phật của ta, chúng sanh cũng được thọ dụng các thứ nhạc cụ thượng diệu như thế. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, do bố thí ba la mật đa này, mà mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu hành tịnh giới ba la mật đa thấy các hữu tình bị phiền não thiêu đốt sát hại nhau trộm cắp dâm dục tà hạnh nói lời dối trá nói lời thôi ác nói lời chia rẽ nói lời hỗn tạp phát khởi các thứ tham lam sân giận tà kiến do nhân duyên này chết yểu nhiều bệnh nhan sắc tiểu tụy không có oai đức của cải thiếu thốn sanh vào nhà hạ tiện thân thể xấu xí tật nguyền hôi hám, nói ra điều gì không ai tin theo, nói năng thô tục, thân hữu trái ý chia lìa. Phàm trình bày điều gì thảy đều quê tục, gian tham tật đố ác kiến thiêu đốt, phỉ báng chánh pháp chê bai thánh hiền. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đã thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này. Ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến họ xa lìa các quả ác nghiệp đã suy nghĩ rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hạnh tịnh giới ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật chiến mau viên mãn mau chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta sẽ không có các loại hữu tình có các quả ác nghiệp như thế tất cả hữu tình đều hành thập thiện được sống lâu hưởng quả báo thắng diệu. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy do tịnh giới Ba La Mật Đa này, mà mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.